Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối một thể thao vua. Lên bóng ra ưu tiên cho cầu vào, cú ra trần của Hữu Khải, cú sút nguy hiểm đầu tiên đến từ Tiên Trà ngày hôm nay. Tiên Trà cũng là một trong những đội bóng cực kỳ đáng gờm, họ là nhà đương kim á quân ở giải Yên. Trong những tình huống bóng của Mai Coi còn đây không vào, đó là pha đánh đầu của Ngữ La Ly, một cầu thủ viên mà gọi anh như vậy. Ngữ Đà đi, vẫn là Ngữ Đà đi. Bóng đi chạm cột dọc và ra ngoài. Rất đáng tiếc cho cú sút bằng chân trái vừa rồi của Ngữ Đà đi. Quá khẩn trương, rất nhanh mà nhiều cổ động viên của CR7. Cơ ơi, chuyện gì đây, không có bàn thắng. Không thể tin được, đó không phải là bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Tiên Trà. Vâng, chúng tôi cũng đã mường tượng ra một bàn thắng nhưng tình huống dứt điểm vừa rồi của đánh đầu không vào. Và đang gây ra khó khăn dành cho hàng phòng ngự bên phía Lạc Nhụy. Đường vào, khá nguy hiểm, đây là cơ hội không vào. Bóng đi chạch cầu môn khung thành của Lạc Nhuế trong gang tấc mà thôi. Quá đáng tiếc dành cho đội bóng áo trắng ngày hôm nay. Vừa rồi là pha dứt điểm đến từ vị trí của Thế Công. Cú dứt điểm bóng đi sát sạt cột dọc. Chuyền ra. Vào rồi. 1-0. 1-0 dành cho cầu thủ Tiên Trà. Qua phản công thần tốc và những tình huống xử lý đỉnh cao của các thủ trên hàng công của Tiên Trà, và họ đã có được bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu ngày hôm nay. Kịch bản ở trận đấu vòng 1/8 đầu tiên đã được lặp lại và Tiên Trà là người được hưởng lợi. Rất tuyệt vời. Người đã ghi bàn để mở tỷ số ở trận đấu ngày hôm nay đó là Hữu Khải. Một pha trả ra tuyến hai, một bài đánh quen thuộc của sân 7. Nhưng công lớn trong bóng này chắc chắn là Văn Phước rồi. Ép cao đội hình rồi. Thời cơ, Ngữ La Ly. Đó là lão tướng Ngữ La Ly. Không thể tin được. Như vậy là không phải là Ngữ La Ly ghi bàn, mà cầu thủ chạm bóng đó là Đoàn Pogba. Vâng, đề nghị anh Ngữ La Ly kéo tất cao nào. Vâng, bàn thắng tự tên đến Đoàn Pogba trong tình huống bóng vừa rồi. Ngữ La Ly vào sân và ngay lập tức anh là người có công lớn nhất trong bàn thắng quân bình tỷ số. Power play đó là một sức mạnh mà chính Trung đã không dám làm. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra với hàng phòng ngự Tiên Trà? Họ đã mắc một sai lầm. Cú đá chéo góc của Ngữ La Ly và bóng làm gì? Chuyền bóng, cơ hội, dứt điểm vào rồi. 2-1 dành cho Tiên Trà. Và phối hợp đẳng cấp của Tiên Trà. Văn Phước đã là người ghi bàn thứ hai, thật sự là quá kịch tính, quá cảm xúc. Thầy Coca thay người để hướng tới loạt penalty thì Tiên Trà, nhưng Tiên Trà không cho phép làm điều đó. Tiên Trà không cho Lạc Nhuế làm điều đó. Vâng, chúng ta chờ đợi. Văn Phước xứng đáng là cầu thủ thi đấu hay nhất trận đấu ngày hôm nay. Một kiến tạo và ghi bàn gần như là quyết định. Liệu rằng đây có là bàn thắng cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay hay không? Quá kịch tính. Đúng là bóng với bánh, không thể tin được. Vâng, bây giờ thì huấn luyện viên
Thật không thể tin được. Tỷ số là 2-2. Tiền trả của bàn thắng dâng lên vẫn dẫn trước ở phút thứ 63. Nhưng lặng ghế lại có bàn thắng gây hòa phút 63. Cái quái gì xảy ra vậy? 1 phút 2 bàn thắng được ghi. Và trận đấu quay trở lại vài xuất phát thì hướng tới loạt đấu súng anh em ạ. Một vài treo bóng và thủ thành bên phía của Tiên Trà là điểm yếu. Thủ môn Đình Tuấn đã ghi bàn thắng trong pha bóng vừa rồi. Tập phút thứ 58 cho đến phút 63 và đã có tới 3 bàn thắng được ghi. Và chúng ta sẽ cùng hướng tới loạt đấu súng để tìm ra tấm vé vào vòng tứ kết tiếp theo của Tiên Trà và Lạc Duế. Tiên Trà sẽ là người thực hiện đầu tiên. Bàn thắng đã không được công nhận, không có bàn thắng dành cho Tiên Trà. Vâng, xin mời anh em Trung Lạc chúng ta ngồi xuống đây. Nào các bạn trẻ, các bóng hồng của Yên Lãng nào. Và người hùng của Lạc Duế, Đình Tuấn. Chính xác rồi. Cú dứt điểm rách lưới của Đình Tuấn. Thế công, chính xác rồi, 1-0. Một tình huống đặt lòng chính xác của Đoàn Vô Ba, vẫn là góc sút đó và không thể cản. Văn Phúc, chính xác rồi. Đánh lý, chính xác. Người đã thực hiện loạt sút thứ tư dành cho Tiên Trà. Không vào. Ai sẽ là người thực hiện loạt sút thứ tư dành cho Lạc Nhuế đây nếu như thành công? Văn Phương. Văn Phương không vào, vẫn còn cơ hội. Đây là loạt sút thứ năm. Loạt sút thứ năm đúng là quá hồi hộp. Trận cầu kinh điển, chính xác. Vẫn còn cơ hội nhen nhóm dành. Chính xác, như vậy là Lạc Duế đã là đội bóng đi tiếp sau loạt đá bên đầy kịch tính và căng thẳng. Tiếp theo, xin mời Chi Long. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.